xin là ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả chúng tôi là bác sĩ nguyễn trọng việt là rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình hội luận nhận định thời cuộc hôm nay và kính thưa quý khán thính giả cùng với chúng tôi là bình luận gia nguyễn kim bình quen thuộc xin anh mình Bình để chào quý khán thính giả của chúng ta. Xin chào quý khán giả. Kính thưa quý vị nội dung của cuộc nói chuyện hôm nay của chúng tôi nó sẽ được chia ra làm hai phần phần thứ nhất chúng ta sẽ nói về đài loan vì thứ hai vừa qua thì uh, tổng thống uh, lại thanh đức đã chính thức uh, tuyên thệ nhậm chức chúng ta sẽ tìm hiểu uh, về uh, cái uh, chính phủ của ông tổng thống uh, lại này và trong tương lai những cái việc gì mà ông ta sẽ phải giải quyết những cái khó khăn ông sẽ phải đối diện như thế nào bên cạnh đó uh, cái hướng đi về mặt đối ngoại của ông ra sao và sau cùng cái phản ứng của trung cộng như thế nào thì đấy nó là những cái việc mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần đầu của chương trình và phần thứ hai kính thưa quý khán giả chúng tôi sẽ lại tiếp tục nói về cái câu chuyện dài liên quan tới à, cái biến động à, về mặt à, nhân sự của đảng cộng sản việt nam trong cái tuần lễ vừa qua à, cái việc này nó thay đổi hầu như là nếu không muốn nói hàng giờ thì ít nhất nó là hàng ngày do đó cập nhật đến quý khán giả và đồng thời sẽ có một vài cái nhận xét liên quan tới cái sự đổi thay này và lại dĩ nhiên nó sẽ không phải là cuối cùng nó sẽ còn dài nữa vâng kính thưa quý vị Bây giờ để bắt đầu nói về Đài Loan thì quý khán giả cũng đã rõ là vốn đó là một trong những cái điểm mà rất nhiều các nhà quan sát đều quan tâm đến là vì nơi đây nó vẫn là một trong những cái điểm nóng mà đã có lần foreign affairs và năm ngoái đã xem như là một trong những cái tâm điểm của những cuộc chiến sắp tới xảy ra ở tại khu vực à, đó là cái mối xung khắc giữa Đài Loan và Trung cộng nói một cách khác Trung cộng muốn thanh toán Đài Loan muốn đem đài loan về uh, bằng mọi giá kể cả bằng vũ lực và vì thế cho nên đài loan cũng phải tìm mọi cách để mà sống còn trong một cái môi trường đó và làm thế nào để bảo vệ được cái thể chế tự do dân chủ của mình đấy là cái điều mà người dân đài loan đã lựa chọn và vì vậy cuộc bầu cử vừa qua tháng riêng đã kết thúc và cái ngày thứ hai vừa qua đó thì ông tổng thống lại thanh đức đã chính thức tuyên thệ nhậm chức uh, của đảng dân tiến đến đây thì tôi xin mời anh Bình cho biết là uh, cái việc mà tuyên thể nhậm chức này nó như thế nào thưa anh và bên cạnh đó thì uh, phản ứng chung của người dân cũng như là của trung cộng ra sao xin mời anh Đài Loan có một cái lạ so với Mỹ và cả, hầu hết các quốc gia dân chủ khác ở Mỹ này bầu tổng thống xong 2 tháng rưỡi sau là bàn giao còn Đài Loan thì đến 4 tháng chắc là vì cái tình hình thường thường nó căng thẳng cho nên cái thời gian mà chuyển tiếp nó phải kéo dài bên trung quốc họ đã hâm rồi từ lúc ông lại thành đức thắng cử vào cuối tháng giêng vừa rồi thì họ đã hâm nói là là sẽ có biện pháp đó sẽ trừng phạt đài loan nhưng có lẽ là vì nể mặt nhiều đồng nhiều nước lớn đồng minh của đài loan cho nên cái ngày 20 tháng 5 vừa rồi đó buổi lễ diễn ra yên ổn dù sao thì bao nhiêu phái đoàn trên khắp thế giới đến dự lễ nữa cho nên bên Chủ phía trung quốc họ cũng không thể làm chuyện lỗ mạng thì họ nhìn tới đến ngày 22 vừa rồi, rồi họ mới tuyên bố là sẽ có một cuộc tập trận lớn trong vòng 3 ngày chung quanh đảo Đài Loan. Họ tuyên bố khơi khơi về đợi cho các phái đoàn quốc tế đã đi về hết rồi. Tương tự như nó vào tháng 8 năm 22 lúc mà bà Pelosi bà đến thăm Đài Loan và đợi cho bà đi rồi thì Trung Quốc mới bắt đầu cuộc tập trận. Lần này nó cũng giống như là vào tháng 8 năm 22 tức là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 2 năm vừa rồi. Thì nó gồm có hải quân. Bên hải quân Trung Quốc họ sẽ tập trận ở năm cái vùng biển chung quanh Đài Loan ở năm vùng biển ở phía Bắc, phía Nam, Đông Tây và phía Đông Nam luôn. À, cũng có máy bay xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan à, và chỉ đỡ hơn lần trước là không có thử hỏa tiễn, cho nên ít nhất là về ở trên biển nó an toàn, họ không có phải thông báo những tàu thuyền đi ngang qua cái vùng biển nó không có phải đổi hướng nhưng lần này có một cái mới mà hai năm trước không có đó là cùng lúc với cuộc tập trận của hải quân ở ngoài biển lớn thì cảnh sát biển của trung quốc họ cũng có những cái cuộc tuần tra lớn ở chung quanh bốn cái vùng đảo của đài loan mà nằm sát bờ đại lục trong đó có kim môn mã tổ thì những cái vùng đó được cảnh sát biển trung quốc họ xâm nhập nhiều hơn nữa cho nên cái này là cái mới đó thì mục tiêu là thứ nhất là để dịu võ dương oai dằn mặt đài loan và chứng tỏ với cả thế giới nhất là với người dân trong nước nữa ông tập ông muốn chứng tỏ là đó, chúng tôi nếu mà à, chúng tôi có khả năng trừng phạt đài loan nếu chúng tôi muốn về mặt quân sự đó thì hải quân của trung quốc họ cũng muốn nhân cái dịp này phối hợp với là không quân để thử à, để thực tập trong một những cái kế hoạch hành quân mà trong tương lai ví dụ như mà chuyện nó lớn nó nổ ra thì họ sẽ khai triển cái kế hoạch này là phong tỏa các cảng của đài loan không phải là bờ biển phía tây không ở phía đông nữa à, và nếu mà phong tỏa như vậy đó thì lực lượng phòng vệ của Đài Loan phải chia làm hai một nửa lo phòng vệ bờ biển phía tây đối diện với đại lục và một nửa kia đó bây giờ phải đi qua để phòng vệ bên phía đông cho nên bên phía Đài Loan nó sẽ phải căng hơn nữa thì đó là cái mục tiêu chung vâng kính thưa quý khán giả đấy là những gì mà chúng ta được biết đến liên quan tới cái phản ứng của Trung cộng và đúng như anh Bình nói thì nó chỉ là một cái hình thức giễu võ dương ngoài thôi và bên Đài Loan thì họ cũng biết cái việc này, cho nên họ cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, ngay cả ở hai cái đảo gần với lại đại lục nhất là Kim Môn bon và Mã Tổ đó, thì họ cũng đã gửi tuần tra đến từ trước cái ngày mà tuyên thệ nhậm chức và cũng đã có những cuộc canh phòng cẩn mật. Nói chung thì cả hai bên đều biết, do đó mà cái sự việc này nó có lẽ nó cũng không mới đối với họ ngay cả với người dân Đài Loan thì báo chí ngoại quốc khi mà loan tải cái tin liên quan tới tập trận của Trung Cộng đó thì họ cũng thăm dò ý kiến của người dân Đài Loan thì cũng chẳng ai quan tâm cả. thì họ nghĩ rằng là cũng là những cái chuyện mà giống như trước đây thôi, cũng không có gì thay đổi. Hẳn nhiên, đúng, đây là cái cơ hội để cho Trung Cộng thực tập, nhưng mà nó lại cũng là cơ hội nữa để cho lính của Đài Loan đó họ cũng thực tập luôn và bên cạnh đó Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai quốc gia mà có cái mối liên hệ về mặt quân sự cũng như là về mặt địa lý gần nhất tại vì uh, uh, Nhật Bản có những hòn đảo chỉ cách Đài Loan có hơn 100 cây số bên cạnh đó thì uh, Okinawa là cái nơi mà có hơn 40.000 quân đội uh, của Hoa Kỳ đang chấn đóng cho nên tất cả những cái sự kiện này đó uh, đều mọi người đều biết và đều có chuẩn bị cả cho nên nó cũng không có làm thay đổi cái vấn đề lớn ở đây uh, một cái chi tiết mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên tìm hiểu là cái việc mà ông Tổng thống Lại Thanh Đức đã được tín nhiệm, tức là của đảng Dân Tiến đó, sau hai nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn đó, mà người dân vẫn tiếp tục tín nhiệm ông để tiếp tục lãnh đạo cái uh, quốc đảo này thêm 5 năm nữa đó, thì hẳn nhiên đấy là một cái uh, được như là một cái uh, quyền được trao để cho ông ta có thể giải quyết được những cái vấn đề của Đài Loan. Về mặt đối ngoại đó, thì uh, báo uh, Wall nó đã đăng Họ đã đăng một cái bài phỏng vấn liên quan tới ông ông tổng thống lại trước cái ngày mà tuyên thệ nhậm chức. Chúng ta có đưa ra một số những cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng là các quốc gia phương Tây cũng đang muốn nhìn vào để xem ông ta sẽ hướng dẫn cái hướng đi như thế nào. Thì anh bình có thể chia sẻ được một vài cái quan điểm này, thưa anh. Ông lại là phó tổng thống của bà Thái Anh Văn. Rằng, uh, nguyên cái dàn nhân sự quan trọng của ông từ bộ trưởng ngoại giao quốc phòng cố vấn an ninh quốc gia đều là những người ở trong nội các của bà Thái Anh Văn ở lại, có thay đổi thay đổi cái vị trí thôi. Đúng vậy. Cho nên cái chính sách sẽ không có gì thay đổi. Và ông lại cũng nhấn mạnh nhiều lần là ông sẽ không có làm cái gì mà nó có tính cách khiêu khích, cũng không nhượng bộ thành ra chính sách của bà Thái Anh Văn tức là à, nếu cần thì à, vẫn giữ cái chủ quyền của Đài Loan, không có nhượng bộ Trung Quốc nhưng mà cũng không có làm gì thêm để khiêu khích <laughs> một những cái chi tiết mà à, thấy xuất hiện trong bài diễn văn nhậm chức của ông là thành đức là ông không bao giờ nhắc tới cái chữ đài loan như là một cái thực thể chính trị ông nhắc đến đảo đài loan người dân đài loan nhân dân ở đài loan nhưng mà đến lúc mà nói về chuyện cái thực thể chính trị ông kêu gọi là ông sẵn sàng có những cuộc đàm phán giữa cộng hòa nhân dân trung quốc và trung hoa dân quốc tức là vẫn dùng lại cái quốc hiệu của Trung Hoa Quốc dân đảng từ 75 năm nay, không có gì thay đổi. Thì cái ý của ông là ông có thể lúc trẻ, có những lúc phát biểu hăng say quá ông đòi đò, độc lập cho Đài Loan, nhưng bây giờ trong cái cương vị của Tổng thống Đài Loan thì ông không cần độc lập nữa, đây là cái thực tế thôi, à, và không muốn làm gì để mà khiêu kích thêm. Nữa. Và quả đúng như vậy, và kính thưa quý khán giả, à, cái bước đi của ông Tổng thống Lại Thanh Đức thì chúng ta cũng rõ là nó là cái việc nối tiếp cái hướng mà bà thanh văn đã làm trong 8 năm vừa qua và đã nâng cái tầm vóc của đài loan lên trường quốc tế đã có cái mối quan hệ về mặt kinh tế lớn lao đối với nhiều quốc gia và đồng thời về mặt à, à, ngoại giao mở đóng mặc kép đối với rất nhiều quốc gia khác nữa và được cái sự hậu thuẫn đó cho nên đây là cái hướng đi mà có lẽ là nhiều các nhà quan sát đều cho rằng là chính đáng và cũng đều mong đợi mà một cách tóm tắt vẫn là làm thế nào để củng cố được quốc phòng làm thế nào để mà À, đa dạng hóa được cái nền kinh tế, đa phương hóa được cái nền kinh tế mà không phải lệ thuộc vào Trung Cộng nữa. Rồi bên cạnh đó, làm thế nào để mà nâng cao cái tầm uh, liên hệ của Đài Loan với các quốc gia bạn, trong đó các cái nước dân chủ phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản, mà chúng ta đã thấy trong thời gian uh, nhiều năm vừa qua. Và kế nữa là làm thế nào để giải quyết được cái mối lo ngại nhân dân sinh mà cái người dân Đài Loan đang quan tâm. Và bên, chính bên đó là làm thế nào để mà duy trì nguyên trạng cái tình hình ở tại à, eo biển Đài Loan. Thì đấy là cái hướng đi lớn mà ông à, Lại Thái Đức đã đưa ra. Khó khăn của họ là gì? Trước mắt thì vấn đề nội bộ thì à, mời anh Bình có một phút để chia sẻ một vài cái khó khăn mà ông Lại Thái Đức sẽ phải đối diện. Bà Thái Anh Văn có được đa số trong quốc hội Đài Loan cho nên làm việc dễ. Còn ông à, Lại đó thì bị thất đảng dân tiến đã bị thất cử trong cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi. Tuy là ông lại thắng cử tổng thống. Hiện giờ thì hai đảng đối lập họ đã liên kết với nhau và họ có đa số trong quốc hội. Cho nên chưa gì ông chưa nhậm chức mà họ đã chuẩn bị. Và trong tuần lễ vừa rồi những cái vụ mà náo loạn trong quốc hội đài loan là một cái phiền đó. Thì nó sẽ gây ra một cái cuộc và cái phiền nhất của ông lại trong nhiệm kỳ sắp tới là phải làm sao điều với hai đảng đối lập này và họ đang nắm đa số trong quốc hội. À, cảm ơn anh và kính thưa quý khán giả. À, đấy là những gì đã và đang xảy ra và cái hướng trong tương lai à, mà ông lại Thánh đức sẽ phải dẫn dắt và đưa cái nước đài loan này đi lên à, đấy là những cái tin tức liên quan tới à, cái cuộc à, nhậm chức của ông, ông lại Thánh đức cũng như là một vài cái việc mà ông lại Thánh đức đã đưa ra cho cái hướng hoạt động trong thời gian tới à, chúng ta cầu mong cho ông ta cũng như là cái chính phủ của ông sẽ tiếp tục đẩy mạnh được cái hướng mà ông đã đeo đuổi chúng tôi xin à, À, tạm ngưng cái chương trình ở đây và khi quay trở lại thì chúng ta sẽ nói về vấn đề Việt Nam, vấn đề thay đổi nhân sự như thế nào và chuyện dài nhiều tập này liệu nó có đi vào hồi kết hay chưa đó là những gì mà chúng tôi sẽ đề cập khi quay trở lại cảm ơn quý khán giả. thưa quý khán thính giả chúng tôi xin được tiếp tục uh, chương trình hội luận nhận định thời cuộc và đến đây thì chúng ta nói về vấn đề việt nam và quý khán giả theo dõi chương trình này trong vòng nhiều lần liên tiếp nhiều tuần liên tiếp vừa qua thì chúng ta đã uh, khá cập nhật về những cái gì đã và đang xảy ra tại việt nam hôm nay cũng là lại một lần nữa uh, tiếp tục cái phần cập nhật này uh, vấn đề nhân sự hiện nay nó như thế nào uh, tứ trụ hiện nay đã có chưa bên cạnh đó uh, tô lâm lên làm chủ tịch thì ai sẽ là cái người làm bộ trưởng công an? Và như thế thì liệu cái quyền lực mà có trong tay trước đây mà đã gây ra sóng gió cho biết bao nhiêu những cái nhân sự quan trọng trước đây đó. Thì liệu bây giờ đã đến phiên ông ta chưa? Ông ta đã đi đốt lò và liệu ông ta có vào lò không? Đấy là những câu chuyện mà chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với quý khán giả để theo dõi sau đây. Thì xin mời anh Bình cho biết là công việc hiện nay ở Việt Nam nó như thế nào rồi thưa anh? Hội nghị Trung ương ha, lần thứ 9 đã chấm dứt vào cuối tuần trước ngày 18 tháng 5 vừa rồi và kết quả sau cùng của hội nghị là ông Tô Lâm bắt buộc vì ông chỉ còn là người duy nhất có đủ điều kiện cho nên ông bắt buộc phải nhận cái chức chủ tịch nước và qua ngày thứ hai thì quốc hội đưa lên chương trình à, chuẩn bị để phê chuẩn à, bầu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước. Cái vấn đề còn lại là trong vòng hai ba ngày á nhiều người thắc mắc là ông Lâm có chịu bỏ cái chức Bộ trưởng Công an không và nếu bàn giao thì bàn giao cho ai à, Bộ Chính trị giải tán cái Hội nghị Trung ương nó giải tán và Bộ Chính trị cũng chia tay đi về mà không có ở lại để bầu để chọn những người nào thay ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an cho nên trong cái tuần vừa rồi thì cái tin đồn lớn nhất hay là tất cả những cái dự đoán lớn ở Hà Nội đó là ai sẽ thay ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an À, ông lâm thì không thể giữ được hay, không thể kiêm nhiệm được cho nên uh, trước khi mà làm chủ tịch nhận chức chủ tịch nước đó, thì ông cũng phải bàn giao lại cái chức bộ trưởng bộ công an và vì bộ chính trị chưa có chọn ai thay cho nên theo thủ tục hành chính thì các ông thứ trưởng thường trực là ông trần quốc tỏ được uh, kế nhiệm làm quyền bộ trưởng thôi chứ quốc hội chưa có bỏ phiếu để chọn ông làm bộ trưởng ông uh, trần quốc tỏ đó là một trong sáu thứ trưởng trong bộ công an hiện giờ và ông là cái người thứ trưởng thường trực cho nên là first in line để thay ông bộ trưởng ông tỏ thì là em của ông trần đại quang trước đây là đại tướng công an bộ trưởng công an và là cũng là chủ tịch nước được 2 năm rồi mất sớm à, ông quang là người bộ trưởng tiền nhiệm của ông tô lâm thì ông tỏ đã vào bộ công an từ cái thời đó ông lên đến thiếu tướng sau đó ông giải ngũ đi về làm bí thư tỉnh ủy thái nguyên đến năm 2020 đó thì ông lại được gọi về hà nội phong lên làm trung tướng và được phong làm thứ trưởng bộ công an và hai năm sau thì ông lên chức thượng tướng và bây giờ là một trong ba thượng tướng trong bộ công an cái mà bí ẩn lớn ở đây là ai là cái người đã đưa ông tỏ trở về bộ công an đưa ông lên làm trung tướng và rồi thượng tướng và lên làm thứ trưởng thường trực ông có phải là do ông tô lâm chọn về không hay là do bộ chính trị cử về để kèm một tổ Lâm. và nếu là do bộ chính trị thì ai trong bộ chính trị đây là những câu hỏi mà bây giờ mọi người mới đặt ra tại vì lâu nay thì ông tỏ vẫn chỉ là một thứ trưởng thường trực thôi tự nhiên bây giờ à, ông xuất hiện và còn một câu hỏi quan trọng nữa là trong vòng mấy tháng nữa thì bộ chính trị sẽ phải có một cái quyết định là giữ ông tỏ lại làm bộ trưởng luôn hay là họ sẽ bổ nhiệm một người khác ủy viên bộ chính trị về làm bộ trưởng trong trường hợp đó là người ngoài theo như tôi dự đoán, thì có lẽ ông tỏ không phải là đàn em của tô lâm. Tại vì nếu là đàn em của tô lâm và là người tin tưởng được thì nó đã không có những cái khoảng thời gian Mà phải chờ đợi lâu như thế này. Tại vì khi ông lên thì ông, thì đương nhiên là giao cho một cái người bỗng tin tưởng thì đó là cái điều mà chẳng có gì mà phải bàn cãi. Ông sẽ giới thiệu cho. Ông sẽ giới thiệu luôn vào và vào như trung vậy trung thì sẽ không có vấn đề và không phải chờ đợi. Ngày hôm nay đó bỗng dưng đó chúng ta thấy nó chưa thực hiện được thì có lẽ không phải là cái người mà tô lâm thực sự muốn đưa vào để thay thế cho nên đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy được là vì vậy tô lâm có lẽ cũng phải mất khá nhiều thời gian đắn đo trong cái chuyện làm thế nào để kiếm người thay à, là vì ông ta nếu không được cái người mà gọi là tay chân của mình vào thay đó thì à, lên cái ghế chủ tịch nước rồi đó thì không chừng lại đi theo cái vết xe đổ của những ông chủ tịch trước đây và có thể đi vào lò do một anh <laughs> bộ trưởng công an khác lôi ra là vì à, tôi qua tôi thấy rõ là không có anh nào ngồi ở cái vị trí đó mà tay không nhúng chàm anh nào cũng có tham nhũng hết vấn đề là có được mang ra hay không thôi và nếu như vậy thì cái điều mà tôn tô lâm rất là lo lắng hôm nay đó là ai sẽ cái người ngồi vào đó và liệu anh ta có phải là cái người sẽ đi vào lò tiếp hay không anh nghĩ sao ông lâm đã sắp xếp hai người rất là thân với ông và đồng hương từ tỉnh hưng yên luôn và hai ông thượng tướng khác là ông lương tâm quang và ông nguyễn duy ngọc một ông đó là hiện giờ là thứ trưởng và đặc trách về cái mạng an ninh là cái nghề ruột của ông lâm là ông thì đặc trách về cái mạng bên cảnh sát thì hai ông này đã được đưa lên làm thứ trưởng vào năm 2019 rồi thì đến năm 2020 ông tỏ lại được gọi về hà nội để lên làm người thứ trưởng nữa thì ông lên mà lại thành thứ trưởng thường trực nữa sau đó lại qua mặt hai ông kia làm thứ trưởng thường trực thành là có vẻ giống như là đã có một cái thế lực nào đã chuẩn bị trước bốn năm trước rồi để đề phòng cái trường hợp này chuẩn bị thay thế ông lâm chứ không để cho ông lâm chọn người của ông thì nếu trong trường hợp đó đó và cũng như bác sĩ nói nếu ông tỏ là người mà được ông lâm giới thiệu thì trong cái kỳ, hội nghị trung ương vừa hồi đó, trước khi nhận chức chủ tịch ông lâm đã giới thiệu với bộ chính trị và bộ chính trị à, chọn ông tỏ thì ông tỏ đã đưa vào bộ chính trị lúc đó cho nên à, như vậy thì nếu ông tỏ mà không phải là thế lực của ông lâm không phải là người của ông lâm dù sao đối với ông lâm việc thì nó vẫn còn đỡ hơn là để cho một người ngoài vô ví dụ như ông phan đình trạc chở vô nên nắm bộ công an ông tỏ đó thì là em ruột của ông trần đại quang ông quang với ông lâm thì có cái quan hệ biết nhau từ thời làm trong tổng cục an ninh hai ông đều xuất thân từ bên đó và ông quang mà ông làm thứ trưởng sau đó thì ông lâm cái kế vị ông quang sau đó kế vị ông quang làm bộ trưởng cho nên hai người có vẻ như là hợp gỡ với nhau thì do trong trường hợp đó, là thì coi, cho dù ông tỏ không phải là cái người mà do ông lâm chọn nhưng mà cũng có thể là an toàn hơn là để cho người ngoài vô thành ra thì đó là cái cuộc thương lượng hay là những cái vụ chuyện mà vận động bên trong hậu trường trong vòng mấy tháng tới nhưng rõ ràng là nó có nó chưa có giải ngũ xong, giải quyết xong vì ừ. nếu mà nó êm gọn có cái sự đồng thuận thì bộ chính trị họ đã bỏ phiếu hôm thứ bảy vừa rồi họ ngồi lại thêm một tiếng hai tiếng nữa họ bỏ và phiếu không thì... thể là quyền công an được nữa rồi có thể ừ. là công an luôn Bộ yeah. trưởng, Bộ Công an chứ không phải là quyền Câu hỏi sâu cùng mà tôi cho là rất là quan trọng đó Nhiều người đã dự đoán Là cái tham vọng của Tô Lâm đó Là cái ghế Tổng Bí Thư Chứ không phải là cái ghế Chủ tịch nước Ghế Chủ tịch nước thì là hư danh thôi Và vì vậy cho nên qua Tất cả những cái điều mà chúng ta trông thấy trước đây đó Là tất cả những cái người mà gọi là đối thủ Của Tô Lâm đó Là dần già đi hết không còn ai Nhưng mà cuối cùng thì ông ta lại rơi vào trong Chính cái bẫy mà ông ta đã đặt ra Cho nên liệu cái ghế tổng bí thư Tô Lâm có thể ngồi vào được hay không? Anh có ý kiến gì không? Quyền lực của ông Tô Lâm là ở cái chức bộ trưởng công an. Đúng vậy. Ở cái cục máy điều tra công an. Bây giờ ông bỏ ngành công an rồi. Mà nếu mà ông không có đủ khả năng mà đưa một người đàn em của mình lên thế là bộ trưởng công an thôi. Thì làm sao mà đủ phiếu để được chọn làm tổng bí thư? Cho nên cái hy vọng làm tổng bí thư bây giờ nó cũng mong manh lắm. Đó là cái mà thực tế nhất mà ông Long ông cần. Thứ nhất ngồi lên vào được tứ trụ thì sẽ có được cái kim bài miễn tử vì tất cả những người đã trong tứ trụ thì nặng nhất cũng chỉ về hưu thôi để làm người tử tế thôi chứ không có bị <laughs> chưa có ai bị truy tố cả cho nên đây cũng là một cái bảo hiểm à, cho dù chuyện gì xảy ra nữa worst case là thôi bỏ về về hưu sớm thứ nhì nữa mà nếu mà một cái nếu thành công thì có thể à, được thêm một cái phiếu gia hạn để làm thêm một nhiệm kỳ nữa và cũng là một chủ tịch có có ảnh hưởng, có thế lực chứ không phải không à, Thì đây có lẽ là cái mà Hai điều mà ông Lâm mong ông. Tóm lại chúng ta có thể thấy được ở đây Cái ghế Tổng Bí Thư có lẽ là không còn Là cái chỗ ngồi của Tô Lâm nữa rồi Vấn đề còn lại là anh ta sẽ cố gắng Bám được ở cái ghế gọi là Chủ tịch nước này trong bao nhiêu lâu mà thôi Nếu mà cái tình hình Mà xuôi trèo mát mái như Tô Lâm đã Mong đợi đó Và có thể là uh, Vận động cho đến ngày hôm nay đó là ráng ngồi ở chỗ đó được càng lâu thì càng tốt. Chứ còn nếu mà không khéo đó thì trong vòng đôi ba tháng nữa thôi, một vụ án tham nhũng nào đó lại được nổ ra, rồi cuối cùng thì tô lâm lại đi theo cái vết xe đổ của những người đi trước là lại từ chức và sau cùng có thể chỉ được một cái cánh à, dù vàng đó là hạ cánh an toàn và không bị truy tố. À, đấy là cái chuyện nội tình của à, Đảng Cộng sản Việt Nam kính thưa quý khán thính giả và công việc này nó còn dài. Vì cái ghế Tổng Bí Thư cho đến nay vẫn chưa rõ là ai. Và cái cuộc đấu đá này trong tương lai có lẽ nó vẫn còn có rất nhiều những cái biến chuyển bất ngờ. Và bên cạnh đó thì cái việc mà giành được cái ghế này hẳn cũng phải trề vi chóc vẩy trong cái cơn mà gọi là dấu tay mưa máu ngày hôm nay trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin uh, chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây. Việc của Việt Nam nó vẫn còn dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục, tục theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với toàn thể quý vị vào chương trình kỳ tới.